Cho nên thường là những ông nghiện thuốc ấy, mà được 3-4 ngày, thì khi ông liên tục ông ấy khoe là tôi bỏ thuốc được 4 ngày rồi đấy, thì có nghĩa là ông ấy sắp hút lại rồi. Còn cái ông mà bỏ thuốc được mấy ngày mà ông còn không nhớ mấy ngày, tức là trong đầu ông không nhớ đến chuyện là mình đã từng hút thuốc ấy, thì có khi ông ấy bỏ được. Còn ông nào bảo em tập thể dục được 4 ngày rồi đấy, tức là đếm từng ngày một, là thằng ấy sắp bỏ cuộc. Hải HT có đặt câu hỏi: con chào thầy, thầy cho con hỏi, con có những thời điểm rất kỷ luật bản thân, như dậy sớm đọc sách, tập thể dục, nghe các video của thầy, bỏ nhậu nhẹt. Nhưng được một thời gian lại thôi, con mắc nhiều lần rồi. Đây có phải là nỗ lực ảo không thầy? Thầy chia sẻ cho con cách để duy trì kỷ luật bản thân ạ. Con cảm ơn thầy, cảm ơn các anh chị. Chúc thầy và các anh chị buổi tối vui vẻ, an lạc. Vâng, thưa Hải HT, đấy, như thầy vừa chia sẻ với cả nhà đấy, thì là chúng ta làm bất cứ một cái việc gì nó đều trải qua 5 cái công đoạn mà chúng ta gọi là ngũ lực trong nhà Phật đấy. Cái công đoạn đầu tiên là mình phải có tín lực đã, là mình tin, là mình kỷ luật bản thân, mình dạy mình tập thể dục, mình bỏ nhậu nhẹt, mình biết nghiên cứu những cái kiến thức bổ ích cho cuộc đời, cho công việc, nó có tốt lên cho cuộc đời của mình không? Cái đấy gọi là tín lực. Thế thì rõ ràng là chắc là bạn đã khởi lên tín lực rồi. Cho nên bạn mới chuyển sang giai đoạn tấn lực, là bạn bắt đầu lao vào làm chuẩn mực những cái thứ đó. Nhưng khi được 1-2 tuần thì bắt đầu cái tà niệm nó đến. Bắt đầu là những cái tiếng nói nhỏ: sao mày phải khổ như thế, ôi sao mày khổ quá, ôi sao mày buồn ngủ mà mày không được ngủ, ôi sao, tại sao mày lại không uống rượu, đời thằng đàn ông phải uống rượu chứ. Bắt đầu tất cả các tà niệm của thói quen cũ nó ùa về và nó đòi hỏi. Cho nên thường là những ông nghiện thuốc ấy, mà được 3-4 ngày, thì khi ông liên tục ông ấy khoe là tôi bỏ thuốc được 4 ngày rồi đấy, thì có nghĩa là ông ấy sắp hút lại rồi. Còn cái ông mà bỏ thuốc được mấy ngày mà ông còn không nhớ mấy ngày, tức là trong đầu ông không nhớ đến chuyện là mình đã từng hút thuốc ấy, thì có khi ông ấy bỏ được. Còn ông nào bảo em tập thể dục được 4 ngày rồi đấy, tức là đếm từng ngày một, là thằng ấy sắp bỏ cuộc. Cho nên khi mà bạn thực hiện được cái việc như vậy, nó chiếm 1-2 tuần, thì bắt đầu xuất hiện tà niệm, nó xuất hiện trong cái sóng não của bạn, hay còn gọi là thói quen cũ. Nó tương tự như là bộ não của con người mình ấy, nó tương tự như thế này: là khi mà bạn muốn thay đổi cánh rừng thì bạn làm cỏ, thì tất cả những cái tà niệm nó biến mất. Nhưng được một tuần thì bắt đầu những cái lớp cỏ dại cũ bắt đầu nó lại nhen nhóm, chen chúc, nó mọc lên trong não của chúng ta. Thì cũng như vậy, khi bạn nghe tôi về chuyển hóa tâm thức, về kỷ luật bản thân, về giữ giới, về bỏ rượu bia để tập trung học tập, lao động, thì bắt đầu là tôi đã dọn sạch cỏ trong não bạn rồi đấy. Và bắt đầu bạn thực hiện. Nhưng một tuần sau thì cái lớp cỏ dại mà tôi đã dọn đi thì nó tiếp tục mọc lên, mọc lên, mọc lên. Và cái người dọn cỏ tiếp theo phải là bạn, không phải là thầy. Bởi vì chính bạn phải tự bảo vệ khu rừng của bạn để không bị cỏ dại xâm lấn. Nhưng một tuần sau thì khi không còn nghe thấy tiếng thầy nói, vì không còn ai dọn cỏ cho bạn cả, thì nó lại mọc lại thói quen cũ. Vậy cách của bạn phải làm gì? Lúc bấy giờ lại dùng như lý tác ý. Ta không thể bỏ cuộc được. Ví dụ thế, ta không thể bỏ cuộc được, ta không thể bỏ cuộc được. Đúng không? Đời này ít nhất ta phải chiến thắng một lần, ít nhất ta phải chiến thắng lấy một lần, ít nhất ta phải chiến thắng mình lấy một lần. Mỗi một lần bỏ cuộc, bạn đều phải lý giải như vậy.
Ít nhất ta phải chiến thắng mình lấy một lần. Thì như lý tác ý đấy, nó mới có tác dụng. Tất nhiên, nó chỉ tác dụng với người mong muốn thật sự chiến thắng. Còn nó không thể có tác dụng với một kẻ mà mặc nhiên trong não đã thỏa hiệp là bỏ cuộc. Cho nên là tâm thức có phải dễ thay đổi đâu. Không ai làm sạch cỏ trong cánh rừng, trừ khi chính khí hậu, chính những loài cây trong cánh rừng ấy nó đang sống, nó mới loại bỏ được cỏ trong cánh rừng. Còn không ai có thể dọn được cỏ sạch trong cánh rừng hết. Và bạn chính là người trồng cây, chính là người canh cái cánh rừng trong bộ não của bạn. Chỉ có bạn mới dọn sạch cỏ thôi. Và thường thì khi bạn định làm một cái gì thay đổi, chuyển hóa tâm thức, một thói quen mới, thì một tuần sau là cỏ nó bắt đầu nó lại đòi mọc lên. Đấy, chia sẻ với bạn như vậy. Vậy thì chúc cho Hải HT là lần sau phải có dùng cái pháp là gì ạ? Như lý tác ý. Và phải nỗ lực để chiến thắng chính mình, vì không ai giúp được em cả, phải chính em giúp em mà thôi. Rồi, chúc Hải hạnh phúc. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.